Ông Chiến và ông Quỳnh cùng bị truy tố về tội nhận hối lộ theo quy định tại điểm A, tài sản hối lộ trị giá từ 1 tỷ đồng trở lên, và điểm B, gây thiệt hại về tài sản từ 5 tỷ đồng trở lên, khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự, với khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị truy tố đến khung tử hình. Tiếp tục phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh chống lãng phí. Ông Đỗ Văn Chiến tái đắc cử chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vụ cô giáo tác động vật lý, nhiều học sinh bị xoắn tay, đánh vào đầu. Cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị truy tố đến khung tử hình. Theo dự kiến, ngày 29 tháng 10 tới, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 13 bị cáo trong vụ án thâu tóm 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. 4 bị cáo là cựu quan chức tỉnh Bắc Ninh cùng xét xử về tội nhận hối lộ. Trong số này, ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy, và ông Nguyễn Tử Quỳnh, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo cáo trạng, từ năm 2006 đến 2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt dự án cải tạo, xây dựng mới 6 bệnh viện đa khoa tuyến huyện trên địa bàn, bao gồm Sa Bình, Yên Phong, Thuận Thành, Lương Tài, Quế Võ và Tiên Du. Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh được giao làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 497 tỷ đồng. Đầu năm 2013, 6 bệnh viện cơ bản thực hiện xong các hạng mục xây dựng, tiếp tục triển khai mua sắm trang thiết bị. Tuy nhiên, phần lớn vốn đầu tư dự toán đã sử dụng để đầu tư xây dựng, nên phần mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế thiếu vốn. Trong khoảng thời gian này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch công ty AIC, và ông Đặng Tiên Phong, chủ tịch công ty Sông Hồng, đã chết năm 2021 cùng liên hệ với ban lãnh đạo quản lý dự án công trình xây dựng y tế, nói có thể hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh xin bổ sung vốn từ trung ương, đổi lại hai công ty muốn được ưu ái trúng các gói thầu mua sắm trang thiết bị. Để tránh va chạm, sau khi trao đổi, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thống nhất sẽ phân chia 6 gói thầu cho mỗi công ty một nửa. Kết quả không nằm ngoài dự toán, công ty AIC và công ty Sông Hồng ám chọn 6 gói thầu tại huyện ở tỉnh Bắc Ninh. Quá trình thực hiện, các bị cáo của hai doanh nghiệp và phía tỉnh Bắc Ninh đã có hành vi vi phạm về đấu thầu, dẫn tới thiệt hại 48,6 tỷ đồng cho ngân sách. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định, sau khi quyết định thanh toán các gói thầu mua sắm thiết bị vào dịp lễ Tết các năm 2015 đến 2017, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhiều lần đưa tổng số 3 tỷ đồng cho ông Nguyễn Nhân Chiến. Ông Chiến còn nhận 1 tỷ đồng từ phía công ty Sông Hồng. Đặc biệt là cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh đã khai rằng trong thời gian 2014 đến 2020, vào các dịp lễ Tết hàng năm, bà Nhàn nhiều lần gặp và đưa cho bị cáo quà là tiền mặt, tổng số tiền 10 tỷ đồng. Số tiền này không liên quan đến việc thực hiện gói thầu, ông Chiến đã nhận và sử dụng vào mục đích cá nhân. Cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh vào các dịp lễ Tết năm 2015 đến 2017 cũng nhiều lần nhận tiền của phía công ty Sông Hồng với tổng số tiền 1 tỷ đồng. Ông Quỳnh cũng được bà Nhàn trực tiếp đến phòng làm việc đưa cho 1 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Quỳnh khai nhận từ năm 2013 đến 2019, vào dịp lễ Tết, ngày kỷ niệm, bà Nhân cũng đã nhiều lần gửi quà tới ông. Biếu số tiền từ 300 triệu đồng cho tới 2 tỷ đồng, tổng số là 8,1 tỷ đồng. Số tiền này cũng đã được xác định là không liên quan tới việc thực hiện các gói thầu. Ông Chiến và ông Quỳnh cùng bị truy tố về tội nhận hối lộ theo quy định tại điểm A, tài sản hối lộ trị giá từ 1 tỷ đồng trở lên, và điểm B, gây thiệt hại về tài sản từ 5 tỷ đồng trở lên, khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự với khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Đến nay, ông Chiến đã nộp lại 14 tỷ đồng, gồm 4 tỷ đồng hưởng lợi từ 6 gói thầu và 10 tỷ đồng tự nguyện nộp khắc phục hậu quả thiệt hại vụ án. Ông Quỳnh cũng đã nộp lại 10,1 tỷ đồng, gồm 2 tỷ đồng hưởng lợi từ 6 gói thầu, 8,1 tỷ đồng tự nguyện nộp khắc phục hậu quả thiệt hại của vụ án nói trên. Ông Đỗ Văn Chiến tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sáng ngày 18 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy đã báo cáo kết quả hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đó, tại hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029 đã hiệp thương dân chủ cử đoàn chủ tịch, ban thường trực và các phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội nghị đã thống nhất số lượng tham gia đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10 là 72 vị. Tại hội nghị đã hiệp thương dân chủ cử 67 khuyết 5 vị đã kiện toàn trong nhiệm kỳ. Hội nghị đã hiệp thương dân chủ cử 4 vị ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10 tham gia ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029.
ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10. Các ông Hoàng Công Thủy, bà Tô Thị Bích Châu, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10. Hội nghị đã hiệp thương dân chủ cử 7 vị ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10 giữ chức phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, gồm bà Hà Thị Khiết, nguyên trưởng ban dân vận Trung ương, bà Nguyễn Thị Doan, nguyên phó chủ tịch nước, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, linh mục Trần Xuân Mạnh, chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó là ông Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Vụ cô giáo tác động vật lý, nhiều học sinh bị xoắn tai, đánh vào đầu. Liên quan vụ cô giáo véo tai, đánh học sinh lớp 1 bầm tím lưng, bà Võ Đào Hoa, hiệu trưởng trường tiểu học Ba Đình, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, học sinh Trần Phương Nghi, lớp 1B bị cô Võ Thị Tâm đánh rứt tai, thâm tím lưng đã đi học trở lại. Theo bà Hoa, trong khi chờ kết quả xác minh của cơ quan chức năng, nhà trường không phân công cô Tâm đứng lớp mà chuyển sang làm công việc khác. Bà Hoa cũng cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã làm các bước kiểm tra xác minh. Trích xuất camera giám sát tại trường đã phát hiện cô Tâm không chỉ đánh em Nghi mà còn có hành vi bạo lực đối với nhiều học sinh lớp 1B. Cụ thể, trong 10 phút ở tiết dạy toán chiều ngày 10 tháng 10, cô Tâm dùng tay đánh vào đầu, xoắn tai, đập mạnh vào lưng 3 học sinh. Trong đó, em Nghi là người bị đánh nhiều nhất. Bà Hoa thông tin, đây không phải lần đầu tiên cô Tâm tác động vật lý học sinh. Năm học 2023-2024, cô giáo này dùng thước đánh một học sinh thâm bầm cánh tay. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường lấy ý kiến của phụ huynh, đồng ý để cho cô Tâm đứng lớp đến hết năm lớp 1. Vị hiệu trưởng cho biết, sự việc cô Tâm đánh học sinh lần này nghiêm trọng, nhà trường đã báo cáo sự việc lên Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bỉm Sơn. Quan điểm của nhà trường là sẽ xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo của cô Tâm, bà Hoa nói. Liên quan đến vụ việc, anh Huy, phụ huynh em Nghi cho biết, sau khi xem đoạn clip ghi lại cảnh con gái bị đánh, anh rất bức xúc trước hành vi bạo lực của cô giáo. Tay cô Tâm chống vào hông rồi đi kiểm tra việc học của học sinh. Miệng cô thì nói, tay vung lên đánh các con. Tiết học diễn ra trong không khí căng thẳng lo âu. Những đứa trẻ ánh mắt ngơ ngác, sợ hãi, ngồi im chịu trận. Anh Huy nói, theo anh Huy, trong quá trình giảng bài, hướng dẫn học sinh làm bài tập, cô Tâm có biểu hiện bực bội, khó chịu. Cô Tâm xả sự bực tức trong người vào đầu, lưng, véo tai học sinh. Tôi nghĩ là cô giáo phải làm chủ cảm xúc của mình, không nên hành động như vậy. Gia đình mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tránh tình trạng này tiếp diễn về sau. Anh Huy bộc bạch. 60.000 người dân cùng 800.000 dữ liệu căn cước công dân bằng lái xe bị rao bán trên mạng. Công an ra quyết định tạm giam đối tượng. Mới đây, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Nam, sinh năm 2001, về tội sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và đánh bạc. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện hình ảnh căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, bằng lái xe của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh được rao bán trên mạng Internet để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook, Telegram ảo để nhắn tin, liên lạc với người mua. Dùng tiền ảo để giao dịch với nhau gây rất nhiều khó khăn cho công tác xác minh, truy xét. Sau một thời gian dài nắm tình hình bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định Nam là đối tượng tàng trữ, mua bán các dữ liệu cá nhân trên. Khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ đối tượng, thu giữ toàn bộ các phương tiện, thiết bị và dữ liệu có liên quan. Bước đầu xác định, đối tượng đã mua bán hơn 800.000 dữ liệu cá nhân của hơn 60.000 người dân tại Tuyên Quang và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định số tiền đối tượng thu được từ việc mua bán dữ liệu cá nhân đã sử dụng để tham gia đánh bạc trên mạng Internet. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định. Tiếp tục phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh chống lãng phí. Chiều 17 tháng 10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc cử tri tại huyện Văn Giang. Nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh những năm qua, công tác phòng chống tham nhũng
tiêu cực được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện quyết liệt, đạt được kết quả quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng tiêu cực. Cử tri mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục có những giải pháp hiệu quả để cán bộ không dám tham nhũng, không cần tham nhũng và không muốn tham nhũng. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng và Nhà nước coi công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là một nhiệm vụ đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Xây dựng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là công tác chung của toàn dân, từng đảng viên, từng chi bộ, từng cơ sở. Mọi người dân đều phải có trách nhiệm đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện kiểm điểm thường xuyên, định kỳ, không để tham nhũng tiêu cực phát triển. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết sẽ tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm những khâu còn yếu, việc đang làm dở, nhất là chỉ đạo xử lý dứt điểm những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong các khâu xử lý các vụ việc tham nhũng, đẩy nhanh tiến độ điều tra những vụ án người dân quan tâm. Cùng đó, hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách pháp luật, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thực tiễn, đảm bảo thực thi quyền lực nhà nước, đảm bảo quyền con người, quyền công dân và lợi ích chung của toàn xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh cần tập trung chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm toán, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và đẩy mạnh chống lãng phí. Ban chỉ đạo còn quan tâm đến vấn đề lãng phí để chỉ ra trách nhiệm tại sao dự án lâu hoàn thành và kéo dài. Tại sao lại lãng phí như vậy? Như thế mới ra được vấn đề. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ. Liên quan đến một số vấn đề khác mà cử tri quan tâm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan của tỉnh ghi nhận toàn bộ những ý kiến của cử tri, rà soát các nội dung để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương và Quốc hội giải quyết. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trao tặng 50 bộ máy tính cho huyện Văn Giang và đến thăm tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Văn Thân, sinh năm 1949, ở thôn Như Phượng Thượng, xã Long Hưng, và gia đình bà Đinh Thị Ngân, sinh năm 1962, là hộ thoát nghèo, ở thôn Như Lân, xã Long Hưng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.